Nào, thích cái nhà này lâu lắm rồi nè, giờ mới vô tham quan, giờ mới được vô tham quan á. Nhà rộng quá trời rộng luôn, nguyên cái vườn này ở phía trước. Dạ, nguyên cái vườn ở phía trước. À, vậy là chú Von với bà xã ở đây hả? Ở đây. Dạ, chú Von ở đây giữ nhà này hơn 30 năm rồi. Hơn 30 năm rồi. Dạ, nhà đẹp quá. Cho con tham quan chút nha. Bên này có chó. Phía bên này có chó. Nuôi heo. Nuôi heo. À, vậy là cái vườn mình nó ra tít tít phía sau luôn rồi chứ. Cái bờ tường sư phạm đó. À. Nhưng mà bên đây là trồng chuối. Trồng chuối với lại chó hả chú? Chó gì chuối vậy đó. Dạ. Nuôi heo nữa. Có gà không? Không có, gà không có, nuôi heo. Còn bên đây là bà xã chú đi lấy cái này nè. Để bán. Dạ, để bán. Còn rác nhiều, bọc đồ kêu xe đi cho. Dạ. Cây mai vàng. Còn mấy cái này là chú với bà xã chăm hết đó hả? Hoa này nè. Nhà trồng hết. Là chú chăm hết đó hả? Chú trồng hết. Trời ơi, giỏi quá chú ơi. Còn cái vàng đây là vàng hoa gì chú? Mướp hả? Trái gùi. Trái gùi. Ừ. Trái gùi của con tôm màu vàng á cả nhà. À. Con không biết trái gùi hả? Con biết, nhà con thích ăn cái trái gùi màu vàng á. À, dạ con màu biết. Vàng. Trái gùi màu vàng. Đây là cái thân của trái gùi nè, phải không chú? Đúng rồi, cái thân trái gùi. Trời ơi, một mình chú chăm hết á hả? Hai vợ chồng thôi, chồng. Rồi bên kia là có thanh long nữa. Ừ, thanh long đó. Đó. Tiêu. Có tiêu nữa hả? Ừ. Trời ơi, có tiêu nữa anh. Tiêu ở đâu? Anh hỏi tiêu ở đâu kìa. Đó chú? Thì coi đó, cho ta đó. À, cái bụi cái đó, đó anh, đó. Cái gốc đó. À, đó, cái gốc tiêu đó. Thôi đi. Xong phía trước đây là cái cây đây, hoa mai. Quá trời cây hoa mai lớn luôn. Mà để suốt ngày suốt tháng nó ra bông à? Suốt năm luôn, nó ra bông quanh năm luôn hả chú rồi. Con? À, trời ơi, chứ không phải Tết mới ra nha. Không phải Tết ra, qua Tết quanh nó cũng năm ra, luôn. Tết nó cũng ra. Dạ, thương ghê luôn á. Darling, this one, he say, blossom at all the time of the year. Wow. Not just spring, not just Tết. Cây đi, cây gì vậy chú Von? Còn cây lá này chú? Là cây mít. Cây mít. Trong này là chú trồng cái hoa này nhiều quá luôn nè. Đẹp quá. Rồi xong mình qua cái vườn bên này đi đã rồi vô nhà. Cái vườn bên đây là vườn rau. Vườn rau hết. Chú ơi, rau đây rau gì? Rau đó, rau rừng. Rau rừng hả? Để chú ăn sống hả? Hay nấu canh? Mình nấu canh. Nấu canh. À. Còn cái rau bên đây? Rau lan. Rau lan, lá nhỏ nhỏ thương ghê không? Đó, rau lan hết nè. Rau lan hết. Còn cái cây lớn này? Siri, cây siri. Cây siri là cái trái nó đỏ đỏ nhỏ nhỏ. Cây trái đỏ đỏ. Dạ. Có bông rồi nó. Cây siri cả nhà. Siri. Chua chua ngọt ngọt á. Trời ơi, cái cây này con nghĩ lâu đời lắm rồi chú Von hơi nhìn nè. Cái gốc nó to khủng khiếp không? Trời ơi, rau lan nè. Rau đây giống rau dền nè. Dạ, rau lan. Có hành nữa nè anh, string onion, hành nữa nè, hành lá nè. Thương ghê á. Đây là rau thơm, rau húng cây hả? Thương quá hả? Ớt. Ớt đi cả nhà. Cái vàng đây là, ủa, cái vàng kia là chú có cái trái gì kìa? Bí. Trái bí mà chú để làm giống hay sao nó màu tím tím vậy? Cho nó già ra, bắt đầu mình mua ra lấy hạt làm giống. Dạ. Trời ơi, coi cây mít nè. Cả nhà nhìn nè.
chút xíu à, mà coi mít này to ghê chưa. Yeah. Chú, rồi cây xoài nữa kìa chú. Cây xoài ra hoa kìa. Coi này vườn, coi vườn chú làm nè. Coi như đây là cái nhà này là của chú coi nhà dùm thôi. Mà ở đây hơn 30 năm rồi. Còn người chủ thì được thừa hưởng thì họ lại ở trong Sài Gòn. Trời ơi, thương quá à. Nhìn nè, nó tự rụng, nó tự rụng. Cái đây là trái xoài, là xoài gì vậy chú Von? Ra trái nè. Chứ mà chứ chú ăn nó ngọt không? Ngọt chứ. Xoài tượng hả? Mít nhiều lắm. Mít nhiều lắm. Cái ớt nữa. Đu đủ. Coi như là chú hai vợ chồng ở đây hơn 30 năm trong nhà giùm người ta đó. Đó, rồi tự làm vườn sinh sống ở đây. Rồng dễ sợ thiệt. Chanh, cây chanh. Rồi chuối. Rồi. Cây đây giống cây gì không biết. Đó, coi làm vườn ô ô gặp để đi nữa. Yeah. Cây đây cũng cây mít. Ý, coi nè, rau cải cúc nè, nhìn nhìn non mơn mởn thương ghê không? Rau cải cúc thương quá, đây lá lốt nè. Đúng là cái gì cũng phải có bàn tay chăm sóc của con người mới được như thế này. Đây là cây nhãn, cây đây cây nhãn đúng không chú Von? Dạ. Nó có trái không chú? Sao cái cây to thì... À, phải chặt cái cây gốc đi để nó nứt hả chú? À, cây nhãn nữa nè. Là mỗi năm là nó đều có trái hả chú? Ngon quá. Còn cái cây nhãn ở ngoài 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 cái vách tường đó cũng của nhà mình đó hả chú? Dạ, cây nhãn cũng mấy cây cổ thụ luôn đó. Dạ, tại vì con á là mỗi lần đi ngang qua đây á là con bị thu hút của mấy con bị thu hút mấy cái cây đó đó. Là mấy cây đó nó thu hút con á. Nó làm cho cảm thấy rất là bình yên. Dạ. Rộng quá hết trời rộng luôn. Dạ. Yeah. 72 tuổi. À, chú Von 72 tuổi. Dạ. Yeah. Mình mua rau cúc về ăn. Trời, một mình chú làm hết cái này hả chú? Ừ. Khi nào con mà ở đây á, mà con có cần làm vườn là con nhờ chú làm nha. Chú chăm sóc cái vườn cho con nha. Đủ chưa? Muốn bao nhiêu? Còn muốn bao nhiêu? À, hành đó, hành sẻ ngon á, chú nhổ con thêm miếng nữa đi. Thêm hả? Dạ. Dạ, được rồi, dạ. Nhiều quá. Sữa con quen không quen ăn thì đắng lắm. Cũng được đó. Đây nè, cà đắng
Chú Phong kêu cà đắng. Nhớ hồi xưa mẹ cứ hay nói ba ăn cà đắng xào lên nè. Đó. Biết ăn cà đắng cũng giỏi cho người Kinh biết ăn cà đắng mà. Chú Von đang cắt tiếp rau thơm. Rau húng. Coi như là bữa giờ thích cái nhà này lắm. Bây giờ mới được vô trong tham quan nè. Hồi nãy giờ là quay cái vườn rồi. Giờ vô trong nhà. Mấy cái trụ gỗ nè. Nhà này là con cái thực thừa hưởng nhưng mà ở trong hết trong Sài Gòn rồi. Mấy cái gỗ cột gỗ này chắc là gỗ cà chít hả chú? Gỗ cà chít, dạ. Nhưng mà là chắc lắm á chú. Cái nền gạch từ hồi xưa luôn á chú ha. Wow. Dạ. Đẹp quá à. Đẹp quá luôn á chú. Cái đây là gian nhà cũ phía trước, còn phía sau là mới xây thêm hả chú? Hả? Phía sau là mới xây thêm hay là lâu luôn? À phía sau. Dạ phía sau là mới xây thêm, còn cái gian cũ đây là hồi xưa giờ. Chú kêu là nó cũng đã bị xuống cấp rồi. Con cái sẽ về đây xem sửa như thế nào. He say it's already get damaged. So their children need to come back and fix them. The roof or the... Một là mấy cái chỗ mà mái ngói hả chú? Chứ gỗ đâu có sao đâu chú ha. Gỗ thì không sao. Chỉ có mái ngói thôi. Dạ. Phía dưới đây là xây sau anh. Yeah, phía dưới đây xây sau, build later. Yeah.